Sao bức bích họa này lại bị đảo ngược nhỉ? Giả thần giả quỷ ấy mà, đừng sợ, có anh đây rồi. Tôi có sợ đâu, chỉ là nhìn hơi chóng mặt thôi. A Quý, Yến Tử, cẩn thận một chút. Vâng, anh Long. Quay lại đi A Quý, nhắm mắt lại. Sợ chết đi được, em nhìn thấy ảo giác hả? Tường xung quanh đây bị chặn đứng cả rồi. Bức tranh này, nhìn bề ngoài là tranh yến tiệc của Tần Thủy Hoàng, thực ra là tranh Phương Sĩ luyện đan. Ý anh là có bí mật ẩn trong bức tranh này à? Đúng là nhìn hơi bị chóng mặt. Toàn bộ bức tranh đều bị vẽ ngược. Chỉ có một thứ không bị đảo lộn ngược xuôi. Anh nói cái này hả? Anh Long, Yến Tử, cẩn thận. Nhìn kìa. Chắc đây là quan tài của một phương sĩ, ít nhất cũng thuộc Cửu Khanh, chín chức quan chính. Năm đó Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho, chôn toàn phương sĩ. Xem ra chỉ có phương sĩ này là may mắn sống sót. Hai người qua đây mở ra xem nào. Sao lại không có gì? Bản đồ kho báu đâu? Rắn hả? Sao to thế? Chắc là đã ăn phải tiên đan trong lò luyện đan. Mọi người cẩn thận.
Tới đi. Anh Long, đừng có ngây ra đó, qua đây giúp đi. Ra đâm vào mắt rắn đi. Chắc nó không ngóc dậy nữa đâu nhỉ. Lạ thật, sao lại là quan tài trống nhỉ? Chẳng lẽ là một cái bẫy? Đây là một bàn cờ. Lúc nãy tôi thấy trong lò có quân cờ. Đây là cờ lục bát. Em mới chỉ thấy trong sách cổ thôi, nhưng nghe nói cách chơi rắc rối lắm. Có lẽ đây là một cái bẫy. Thứ tự thẻ tre lộ xộn hết cả rồi, nhưng dựa theo mấy từ then chốt thì đây chắc là cách luyện đan. Mau xem giúp em có cách trường sinh bất lão không, đợi về em cũng thử xem sao. Chủ nhân ngôi mộ cũng nằm ra đây rồi, cậu nghĩ cách của ông ta có tác dụng không? Cũng đúng. Anh thử nói xem, có khi nào vị quan lớn này lấy được bảo bối gì đó cho vùng mình không? Em nghe nói Ngọc Tùy Hầu bị thất truyền, đến giờ vẫn chưa tìm được. Mau rút thôi, vẫn chưa tìm thấy bản đồ. Mau chạy đi, chỗ này sắp sập rồi. Bồng Lai Long Quan, kho báu Tử Phúc. Anh nghiên cứu hết đống này đó hả? Đây là bản đồng vùng biển phía đông hả? Chỉ là một phần thôi. Rất có thể đó là tuyến đường đi về phía đông của Từ Phúc năm đó. Ý anh là
Đống thẻ tre kia liên quan đến chuyện Từ Phúc đi về phía đông. Thẻ tre có ghi: năm đó Tần Thủy Hoàng ra lệnh cho Từ Phúc đi thuyền rồng đến Bồng Lai ở phía đông. Mục đích là để tìm thuốc trường sinh với thần tiên. Truyền thuyết kể rằng lúc Từ Phúc trở về đã tìm thấy kho báu. Nhưng sau đó thuyền rồng bị lật, không chỉ khiến nhiều người chết đuối mà cả kho báu cũng bị chôn dưới đáy biển Bồng Lai. Đấy chính là Bồng Lai Long Quan, được đồn đại sau này chỉ có Phương Sĩ Từ Tương may mắn thoát nạn. Ông ta dựa vào trí nhớ để ghi lại thẻ tre. Trên thẻ tre chép rằng trong kho báu đó có trứng vàng, mà những văn tự kỳ lạ đó rất có thể chính là bản đồ của Bồng Lai Long Quan. Sau này Tần Thủy Hoàng đi tìm kho báu theo bản đồ của Từ Tương, nhưng đành thất vọng quay về. Không lâu sau đó, Tần Thủy Hoàng qua đời. Vậy chỗ hôm đó chúng ta xông nhầm vào rất có thể là hầm mộ của Từ Tương. Thế đây là bản đồ kho báu rồi còn gì. Anh Long phát tài rồi, anh Long ơi, phát tài rồi. Thẻ tre đâu? Em đưa Lý Lục rồi, hắn ta nói sẽ tìm người định giá giúp em. Cậu lại cờ bạc đúng không? Thẻ tre là bản đồ kho báu, em sẽ đi đòi lại ngay. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Lý Lục, cậu Quý, trùng hợp thế cậu cũng ở đây hả? Ngồi đi, ngồi đi. Cái gì đấy? Có gì đâu, có gì đâu. Dạo này vớ bẫm quá nhỉ, làm gì có nhật cho à? Thẻ tre đâu? Ở nhà, để tôi đi lấy cho cậu. Đau. Bán cho tên người Nhật nào rồi? Cho đại tá Yoshioka. Sao lại bán cho ông ta? Đại tá vẫn đang tìm thẻ tre thời Tần, nên tôi mới mang đến cho ông ta xem thử. Không ngờ lại đúng là thứ họ đang cần. Cút. Cảm ơn cậu Quý, cảm ơn cậu Quý. Chúng ta bắt buộc phải lấy thẻ tre về. Vậy tối nay chúng ta hành động. Ừ. Mau lên, mau chữa cháy đi, cháy rồi. Mau dập lửa đi, đi múc nước mau, làm cái gì đấy. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, rõ. Mau dập lửa đi.
Bên kia kìa, đó. Anh Long, nhanh lên đến bệnh viện mau, Yến tử chúng tiêu độc của bọn Nhật rồi. Đại tá, cuối cùng ca cũng cắn câu. Taro, có, đừng để bọn chúng thoải mái quá. Rõ. Yến tử, yên tâm, bác sĩ khám rồi, nằm viện chữa trị mấy tuần là khỏi. Tạm thời cô ấy không thể đi tìm kho báu với chúng ta, sang phòng bệnh bên cạnh thăm các anh em dạo trước ở cùng với chúng ta đi. Ngồi đi. Đưa đây. Tiền này tôi không cầm được nữa đâu. Không cầm được nữa đâu. Các anh cứ nhận đi. Năm đó các anh cùng tôi vào sinh ra tử. Bây giờ cơ thể tàn tật, tôi không quan tâm mà được sao? Anh Năm, anh cứ yên tâm mà nhận đi. Từ ngày anh Long rời quân phiệt Bắc Dương, theo em đi làm nhà thám hiểm, cùng nhau đi tìm kho báu. Đã kiếm được bộ tiền thật đấy. Tiền đó phải đổi bằng cái mạng, rồi lại đưa hết cho mấy tên vô dụng bọn phải đó. Đưa hết, thì anh Long vẫn còn tiền cưới vợ mà. Anh Long nhỉ, các anh cứ yên tâm mà nhận. Nhớ là có việc gì, phải nhờ người báo tin cho tôi đấy. Trần Khải Long. Đúng, đó là tên tôi. Tôi có thể giúp gì cho cả người đẹp? Tôi cần thứ anh đã lấy từ hội quán của người Nhật. Anh Long, cứu em với. Anh Long, chúng tôi tóm được anh ta ở cửa sòng bạc. Sao cậu? Em đi hóng chuyện thôi mà. Giao thẻ tre ra đây, không thì tôi giết anh ta. Giết đi. Dù sao cậu ta cũng không phải hạng tốt đẹp gì. Được, như anh mong muốn. Đừng, tha cho tôi đi mà. Anh Long, lão Trần, anh thấy chết không cứu thật đấy hả? Tôi đếm đến ba. Một, hai,
Ba. Coi như anh thức thời. Thả cậu ta ra được chưa? Tôi muốn anh dịch bản đồ kho báu này ra, rồi dẫn tôi đi tìm kho báu. Yến Tử nằm viện nên không đi được, thiếu mất một cánh tay đắc lực. Tính ra có thể lợi dụng nguồn lực của họ trước, rồi sẽ nhân cơ hội gạt họ đi. Được thôi. Là một người trông như vậy đó, có thể còn có râu trắng nữa, rồi cao như vậy này, râu tóc bạc phơ, đã nhớ chưa? Là một người đến từ một hòn đảo bí ẩn nào đó. Đi từ cây cầu nhỏ nhỏ đó qua là đến rồi. Cảm ơn nhé. Chị Na, thăm dò được rồi. Họ nói rất lâu trước đây khi họ ra biển đã thấy một hòn đảo thần bí. Trên đảo còn có vài người sống, có thể nó có liên quan đến những chữ kỳ lạ trên thẻ tre. Tiếc là hòn đảo thần bí đó đã bị nhấn chìm rồi. Nhưng có một gia đình đã thoát ra khỏi đó. Hiện giờ họ đang sống trong thôn. Rõ ràng là tôi thăm dò được mà. Cô vừa qua đó đã hầm hầm dọa họ chạy mất. Nếu không có tôi, họ chịu nói cho cô mới lạ. Chúng ta đi thôi. Tránh đường. Tươi lắm. Ông già, bảo ông đi đấy. Sao còn được, được, cho tôi ở đây thêm 2 ngày nữa đi. Đánh cho tao, thả ông tôi ra. Ông ơi. Ông ơi. Đi. Chị Na đã sắp xếp cho 2 ông cháu ở bên cạnh rồi. Vậy chúng ta mau đi thăm dò tung tích của hòn đảo thần bí đó. Từ từ. Hai người họ đang sợ. Các cô có đi cũng không hỏi được đâu. Chẳng lẽ cô định ra tay với người già trẻ nhỏ à? Vậy cậu có cách nào hay không? Đương nhiên. Trên đời này không có chuyện gì cậu quý này không nghe ngóng được. Mời vào. Ông ơi, bọn cháu đến thăm ông. Cảm ơn các cô cậu đã cứu 2 ông cháu tôi. Cháu giới thiệu với ông. Đây là em cháu, Tiểu Long. Nhìn nó có vẻ già trước tuổi vậy thôi. Ân nhân cứu mạng ông là cô Kim Na. Là em dâu cháu. Em dâu cháu là ngôi sao đánh võ đấy. Chúng cháu đến đây để tìm đề tài, dựng một vở kịch dành riêng cho em dâu cháu. Hai người họ là vợ chồng à? Vừa mới cưới không lâu ạ. Ông xem, yêu thương chưa kìa. Đúng đấy. Chúng cháu hỏi được ngoài chợ là ông đến từ một hòn đảo thần bí. Kể bọn cháu nghe một chút được không? Tổ tiên nhà chúng tôi di cư đến hòn đảo nhỏ này để tránh chiến tranh. Chúng tôi sống nhờ việc ra biển bắt cá. Vào mỗi đêm trăng tròn sẽ có một hòn đảo thần bí và giao long xuất hiện trên mặt biển cách đảo chúng tôi rất xa. Tổ tiên nói đây là điềm gở. Vậy nên năm nào chúng tôi cũng phải tổ chức một buổi lễ tế, xin được phù hộ cho ra biển thuận lợi. Cuối cùng, chúng tôi hát bài đồng dao xa xưa. Có nghe ra gì không? Là đồng dao. Đúng vậy. Những con chữ kỳ lạ đó là bài đồng dao.
ngày 15 âm lịch. Giờ Tý, hướng đông bắc. Chị Nga, người Nhật Bản đã đuổi kịp rồi, đã chuẩn bị thuyền rồi, mọi người đi từ cửa sau trước. Tôi với các chị em giữ chân họ, chúng ta gặp nhau ở bến thuyền. Đi đi. Có muốn qua đó ăn chút gì không? Cá nướng thơm lắm. Anh hát lệch tông rồi biết không? Thế à? Tôi không nhận ra. Ngư dân mà hát như anh thì đã bị giao long ăn thịt lâu rồi. Tôi hát trước, anh hát theo tôi. Được. Không phải anh nói sắp đến rồi à? Sao vẫn chưa thấy gì hết? Trần Khải Long, đừng nói là anh đang lừa chúng tôi đấy nhé. A Ngọc. Nhìn kìa. Đến rồi, cuối cùng chúng ta đã đến rồi. Sao lại biến mất rồi? Có chuyện gì vậy? Rõ ràng đã đi theo chỉ dẫn của bài đồng giao rồi. Lẽ nào chúng ta dịch sai rồi à? Không thể nào. Tôi biết rồi. Đây là ảo ảnh. A Quý, đổi hướng thuyền. Hẳn là chúng ta có thể đến tiên đảo trước khi trời tối.
Cô gái, đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ác ý. Đừng làm hại họ. Trói hết chúng lại cho ta. Các con dân của ta, chúng ta theo thân vương đại nhân giàu có đến tiên đảo, được thân vương nhờ vả. Đời đời bảo vệ hòn đảo này, mấy trăm năm nay không ai xâm phạm. Nay, chúng ta bắt sống đám trộm này, không phụ lòng thân vương. Thân vương vạn tuế, công chúa vạn tuế, đại thanh vạn tuế. Chén. Từ từ. Công chúa tha mạng, chúng tôi phụng mệnh hoàng thượng. Bảo chúng tôi đến tiên đảo Bồng Lai này, dẫn các con dân bảo vệ nơi đây. Về nhà, có thánh chỉ không? Đương nhiên. Trình thánh chỉ lên, bẩm công chúa. Thánh chỉ đã bị sóng đánh trôi mất rồi, to gan, dám dẫn mặt bản công chúa. Chúng tôi có lệnh bài hoàng thượng ngự ban. Lệnh bài này lạ quá. Thuần thân vương. Là vương gia nào vậy? Đây. Đây là lệnh bài thông hành hoàng thượng làm riêng cho chúng tôi. Thánh thượng vĩ đại, muốn cho cả thế giới biết đến chữ viết của chúng ta, nên đã đơn giản hóa nó. Thế giới. Là quốc gia nào? Cả thiên hạ. Bao gồm tứ hải. Chúng tôi không hề nói dối. Mong công chúa tiên nữ, minh giám. Mấy người chúng tôi nhận mệnh ra biển tìm hậu nhân của thân vương lưu lạc bên ngoài. Sau khi nghe ngóng nhiều nơi, vượt qua gian khó. May sao không làm nhục sứ mệnh, cuối cùng đã tìm được. Công chúa điện hạ. Nhiều năm trước, tổ tiên phát hiện kho báu trên đảo, nhưng lại bị sinh vật lạ tấn công. Để bảo vệ sự an toàn của người trong tộc, chúng ta vẫn luôn bảo vệ bí mật này. Đến tận lúc này, công chúa, xin hỏi, kho báu Long Quan ở đâu? Kho báu vẫn luôn nằm trong hang động dưới đáy biển. Vô dĩ ở trong hang động đã có nhiều khó khăn. Năm đó, tổ tiên ta còn thiết kế thêm bẫy dập trong động để bảo vệ người trong tộc, không cho người trong tộc và người từ nơi khác đi vào. Hòn đảo này từng bị tấn công 3 lần, chịu thiên tai như gió lốc 16 lần. Bây giờ, bí mật đặt trong bẫy dập ở hang động đã bị đứt đoạn. Đến lúc này, đã không còn ai nhớ cách phá giải. Nếu không có lệnh bài, tôi hoàn toàn không biết. Hóa ra cô là người tộc Mãn Thanh. Tôi cho cô biết, tôi sẽ không tìm kho báu giúp hoàng tộc Mãn Thanh đâu.
bố tôi. Đúng là thân vương hoàng tộc. Nhưng sau khi Mãn Thanh diệt vong, quân Việt tranh đấu, quân Nhật xâm lược khắp cả nước, đầy rẫy đau thương, dân chúng lầm than, bố tôi đưa tôi sang Nhật Bản học, chỉ là để học cách đối phó với địch. Sau khi về nước, tôi dẫn theo quân đội thân cận, thu thập kho báu thần bí trong dân gian, mở rộng thực lực, kháng chiến với người Nhật và quân Việt. Tôi làm vậy chỉ có thể sớm ngày kết thúc hỗn chiến quân Việt, đánh lui người Nhật, trả lại sự yên bình cho quốc gia, dân chúng. Nơi xa xôi nhất cũng ngừng chiến, khói lửa tan biến, ánh trăng sáng chiếu rọi. Nơi xa xôi nhất cũng ngừng chiến, khói lửa tan biến, ánh trăng sáng chiếu rọi. Nếu anh không muốn giúp tôi thì anh đi đi. Điều tôi đang lo lắng là người Nhật đã phục chế thẻ tre thời Tân. Lỡ như chúng tìm được kho báu trước chúng ta, vậy thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Vậy ngày mai chúng ta lên đường. Công chúa, hoàng thượng có lệnh bảo chúng tôi mang kho báu Long Quan đi. Như lần trước ta đã nói rồi, trong động có bẫy dập, chúng ta không lấy được. Anh ấy lấy được. Không dám giấu cô, anh ấy là Mưu Kim Hiệu Úy được hoàng thượng sắc phong, phụ trách tìm báu vật. Mưu Kim Hiệu Úy là chức quan chuyên tìm kho báu người xưa để lại, treo đeo vượt núi Tầm Long Huyết, phong thủy đổ đấu, tìm sao trời. Tìm thế nào? Tìm long mạch xem phương hướng, nhìn tường vây. Mỗi bức tường, một cửa ải. Nếu như có cửa, tám trùng huy, không vượt ra ngoài. Âm dương bát quái. Có phải bên này không? Hình như tôi nhìn thấy bên trong có ánh sáng. Chắc là bên này rồi. Nào, chúng ta đi.
Khoan đã, để ta. Công chúa lợi hại thật, chẳng hay kế thừa môn phái nào. Chuyện nhỏ thôi. Đây là bí thuật công kích mà chỉ có con cháu hoàng thất bọn ta mới biết. Được, vậy để tôi mở cửa. Mau tìm xem còn cái bẫy nào khác không. Cửa mở rồi, chạy vào mau. Kina, vào nhanh lên. Cậu cũng vào đi. Không phải chúng ta đi nhầm rồi chứ? Đây là cái gì vậy? Mặn mặn, rong biển à? Mọi người cẩn thận. Xung quanh còn con đường nào khác không? Có lẽ chính là con đường này rồi. Ta cũng từng nghe cha ông nói, chỉ có cây cầu này có thể đi tiếp. Ngày xưa có rất nhiều người đã ngã xuống núi vì sửa cầu. Nếu có máy bay thì tốt rồi. Chúng ta có thể bay thẳng qua. Máy bay là vật gì? Là một loại chim lớn do con người tạo ra. Cô ngồi lên là có thể bay được. Khi nào về kinh thành, tôi đưa cô đi thử. Ngồi lên máy bay, muốn đi đâu thì đi đó. Mau buộc dây thừng vào. Được. Cậu không chắc chắn. Mọi người cẩn thận chút nào.
Kim Na, đi nhanh lên. Đi. Giờ thì biết rồi. Thứ ở trên tường lúc nãy đều là phân và nước tiểu của rơi. Mặt tường đá đều ẩm ướt. Hình như không có lối ra. Vậy phải làm thế nào? Cái đó cũng không cầm cự được bao lâu. Chúng ta cũng không thể đấu với lũ rơi mãi được. Nhìn kìa, trong nước có dao động. Có lẽ dưới nước có lối ra. Nào, mọi người mau xuống nước cùng tôi. Đây chính là thuyền rồng năm xưa, đã hơn ngàn năm rồi. Uầy! Cuối cùng cũng tìm được rồi. Có lẽ kho báu Tử Phúc đều ở đây cả. Số vàng bạc châu báu này đều là tự nhiên. Năm xưa bọn họ lấy từ đâu đến nhỉ? Anh quan tâm nguồn gốc của nó là mau vét thôi. Nhưng mà chúng ta phải mang ra bằng cách nào? Yoshioka này sẽ giúp các vị mang ra. Làm tốt lắm. To gan, các người là ai? Sao dám tự tiện xông vào lãnh địa của bọn ta? Cô gái chiều thanh kia, tôi khuyên cô không nên hành động liều lĩnh, tuyệt đối đừng động đậy nhé. Ông cũng không được động vào cô ấy. Yoshioka, tôi nói cho ông biết, đây là đồ của người Trung Quốc, ngày nào còn người Trung Quốc. Ông đừng hòng chiếm đoạt. Vậy sao? Thế thì tôi phải cảm ơn người Trung Quốc các cậu, thật là tử tế rồi. Cảm ơn nhiều nhé, cô đồng. Cô đã làm gì? Triều Thanh đã mất, nước sắp không còn. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đại tá Yoshioka biết nhìn người tài, trọng dụng người tài. Tôi tự kiếm cho mình một tương lai tốt có vấn đề gì sao? Bảo sao đám cháu trai này đuổi theo nhanh thế? Ra là giặc bán nước. Nước sắp không còn, bỏ tối theo sáng mới là sáng suốt. Hai chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, thân thiết như chị em. Cha tôi coi cô như con ruột, xem trọng cô như thế. Vậy mà cô lại coi như con ruột. Từ nhỏ tôi đã được học hành giống cô, cùng cô đi Nhật Bản du học. Bàn về năng lực, có điểm nào tôi không bằng cô? Hà cớ gì mà tôi cứ phải ở dưới trướng cô, làm trợ thủ của cô, chỉ vì cha cô là thân vương? Hay là vì dòng máu của tôi thấp kém hơn cô? Chỉ cần tôi giúp Yoshioka tìm thấy kho báu này, tôi sẽ trở thành nữ tướng quân đầu tiên của nhà nước Mãn Châu.
người Nhật Bản giết hại con dân của chúng ta. Ông ta dựa vào đâu để lập quốc? Dựa vào số kho báu này ư? Taro có. Đem số vàng này. Chuyển hết đi. Còn mấy kẻ này. Giết hết không tha. Đi. Chia ra đuổi. Đi. 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 Ban nãy tên nước Oa có ý gì? Nhà nước Mãn Châu nào? Nước sắp không còn là sao? Công chúa, chờ ra khỏi đây rồi tôi giải thích với cô sau. Trước đây ngươi nói Triều Thanh thống nhất thiên hạ. Hoàng thượng đón chúng ta về nhà, tất cả đều là giả ư? Tôi. Đám người nước Oa kia là các ngươi dẫn đến. Không phải bọn tôi, chúng tôi cũng bị lừa. Lừa. Giống như các ngươi lừa ta. Công chúa, tất cả là lỗi của chúng tôi. Chờ ra ngoài rồi, tôi sẽ tạ tội với cô. Nhưng ở đây thực sự quá nguy hiểm, chúng ta đi trước đã. Cô nương Triều Thanh kia, muốn đi đâu? Bọn chúng đến rồi. Có số vàng này thì máy bay, đại pháo, súng máy. Tôi phải đem quốc kỳ của đế quốc Nhật Bản cắm khắp lãnh thổ Trung Quốc. Yoshioka. Ông đừng ôm mộng máy bay đại pháo nữa. Tất cả những thứ này đều thuộc về Trung Quốc. Ông đừng hòng mang đi. Từ xưa đến nay, những kẻ xâm phạm Trung Quốc, xa mấy cũng giết. Cậu vẫn nên lo xem. Mình có thể sống mà ra khỏi đây được không đi? Bây giờ, chẳng phải cậu vẫn phải trơ mắt nhìn. Tôi vét rỗng kho vàng của các cậu, lấy châu báu của các cậu, đem đi cống hiến cho đế quốc Nhật Bản sao? Ah!
Kim Na tiểu thư, nể tình chị em giữa tôi và cô. Tôi sẽ không để cô quá đau đớn. Tôi sẽ tiễn cô lên đường luôn, từ từ. Tôi muốn chúng tận mắt nhìn thấy kho vàng bị vét rỗng. Chuyển vàng đi cho tôi, rõ. Chúng ta thực sự phải chết ở đây sao? Tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Cô sẽ không sao đâu. Bây giờ chúng ta còn cách nào khác sao? Ánh trăng sáng đảo thiêng. Giao long rung chuyển biển đông. Thấp kém vái thần linh. Đại tá Taro. Vâng. Thì ra Giao Long nghe thấy bài đồng giao thì mới xuất hiện. Xem ra năm xưa Từ Phúc cũng vì vậy mà mất mạng. Xin lỗi, là tôi kéo anh vào trận chiến này. Nắm chặt tay tôi, đừng buông tay. Nơi xa xôi nhất cũng ngừng chiến. Khói lửa tan biến trăng chiếu rọi. Xin hãy mang theo nguyện vọng của chúng ta, tiếp tục sống thật tốt. Cuối cùng hai người ra ngoài bằng cách nào? Với trí thông minh của tôi, tất nhiên là đừng chém gió nữa. Bọn ta rơi đúng vào một con đường tối, lần mò rất lâu mới tìm thấy cửa ra. Đại nạn không chết ắt có phúc về sau. Các anh cũng vậy. Cô không định rời khỏi đây bây giờ à? Ta đã bàn bạc với mọi người rồi.
Tuy Triều Thanh không còn nữa, nhưng chúng ta vẫn phải sống tiếp. Thế giới mới bên ngoài không thích hợp với bọn ta. Được. Tôi tôn trọng quyết định của cô. Cô yên tâm. Chúng tôi nhất định giữ kín bí mật này giúp cô. Sau này, sẽ không có ai đến làm phiền các cô nữa. Ui ra. Tay của tôi. Tôi bị thương nặng quá. Hay là tôi ở lại với cô nhé. Bên ngoài vẫn hợp với ngươi hơn. Tôi. Trước đây ngươi từng lừa ta, nhưng lại vì ta mà bị thương. Chúng ta không ai nợ ai nữa. Này. Tôi đã nói, muốn đưa cô đi máy bay. Cô không đi nữa à? Nếu bảo ta rời khỏi đây một mình, vậy thì không bay cũng được. Vậy sau này tôi sẽ lái máy bay đến đón cô. Được. Ta chờ ngươi. Long quan không còn. Kho vàng thì chảy hết. Thẻ tre còn bị đốt nữa. Công chúa cũng không đi cùng em. Đừng nghĩ nhiều thế. Những thứ đó không phải của chúng ta. Sắp tới có dự định gì? Nơi xa xôi nhất cũng ngừng chiến. Khói lửa tan biến, trăng chiếu rọi. Cô có đồng ý gia nhập với chúng tôi không?